Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Vòng lửa của Nga hình thành bao vây Ukraine ở mặt trận Kharkov. Theo kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Kiev vẫn đang cố gắng tiến về mặt trận quốc. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin xác nhận nào về việc họ giành được địa hình. Quân đội Nga cũng đang tiến hành thêm các cuộc phản công cùng lúc, nhưng hiện tại tuyến đầu khá ổn định và không có đột phá lớn nào. Trên hướng Lysti thuộc Kharkov, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí đầu tiên dọc theo các ngôi nhà gỗ trong những cuộc tấn công trên bộ. Theo một blogger người Ukraine, quân đội Nga được cho là đã đột phá 400 mét về phía tây của làng Kalinivka theo hướng Chasovka và chiếm các vị trí mới. Tại Pokrovka, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm được các vị trí tại Halik. Kể từ ngày hôm qua, và theo một số nguồn tin, việc giành được lãnh thổ của Nga có thể lớn hơn so với dự đoán trước đây ở ngôi làng này. Trên bản đồ, ta có thể thấy Nga đang hình thành một vòng lửa khá lớn, bao vây lực lượng Kiev kẹt giữa Ukraine và Krasnogorivka trên hướng Kharkov. Quân đội Ukraine được cho là đứng trước hai lựa chọn, hoặc rút chạy sớm để tránh bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc kiên quyết tử thủ nhằm làm chậm bước tiến của đối phương để xây dựng tuyến phòng thủ phía sau. Chuyển sang mặt trận tại Pokrovka, kênh Redova cho biết, quân đội Nga đã phá hủy các cây cầu quanh Pokrovka để chặn đường tiếp vận của đối phương, chuẩn bị tấn công cụm đô thị kiên cố. Ý đồ của họ là cắt rời quân đội Ukraine đồn trú trong thành phố, không cho phép tăng viện hoặc rút lui. Pháo binh Nga ngay lập tức đánh sập 3 cây cầu đường bộ bắc qua đường ray ở Pokrovka, bao gồm cầu vượt sông cao tốc M-30 trên khu vực phía tây thành phố. Sau đó, lực lượng Moscow đã tiến hành cuộc tấn công hỏa lực vào nhà ga Odesa và các kho chứa đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn nằm cạnh đó cũng như các thiết bị quân sự khác. Những cuộc tấn công như vậy vào hậu phương của lực lượng Kiev cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công vào khu vực đô thị đông đúc. Quân đội Nga bằng cách đánh sập các cây cầu trên đường sắt quanh Pokrovka đã tước đi của đối phương một tuyến đường nhanh chóng và thuận tiện để vận chuyển vật tư và đạn dược từ Dnipropetrovsk và Pavlograd. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn còn một tuyến đường sắt bổ sung tới Minograd xuất phát từ Lazovaya. Một tuyến hậu cần quan trọng khác là đường cao tốc N-32 từ Konstantinovka. Nga có thể cắt con đường này bằng cách bắt đầu một cuộc tấn công từ Grodovka, Novotoreskoye hoặc Sviridonovka. Ukraine thất thủ nhiều nơi quanh Chasovka. Lực lượng Moscow đã thực hiện những cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối phương tại một số khu vực, bao gồm Vinnytsia, Kiev và Kharkov. Hình ảnh vệ tinh đã xuất hiện trực tuyến xác nhận thiệt hại, bao gồm cả các kho đạn mới của Nga ở vùng Toropets thuộc vùng Tver. Sau vụ tập kích bằng UAV từ Ukraine, về phía Liman, có bằng chứng về sự hiện diện của lực lượng Moscow tại Makhitka gần nhà thờ Peter và Paul, nằm bên bờ phải của sông Zezebet. Cùng lúc đó, sở chỉ huy tiền phương của quân đội Ukraine ở Liman đã bị tấn công. Theo hướng Oleksandrivka, Kalilovo gần Chasovka, quân đội Nga đã dọn sạch khu vực bờ đông kênh đào Siverki Donetsk-Donbass, khu đông bắc Drubba, trong khi tại Dezhetsin, quân đội Nga tiến về phía nam trại cải tạo. Tại Vremitska, thông tin về cuộc tấn công của lực lượng Moscow vào Huliaipo đã lan truyền trên Internet, nhưng trên thực tế, cảnh quay được coi là cuộc tấn công. Chỉ xác nhận địa bàn kiểm soát được thiết lập tại khu vực này cách đây khoảng một năm. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh nóng nhất ở hướng Kharkov. Báo cáo tối ngày 19 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 163 cuộc đụng độ đã xảy ra trong một ngày, với tình hình căng thẳng nhất là hướng Kharkov. Nga đã thực hiện 61 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 88 bom KB. Ngoài ra, họ còn sử dụng 587 UAV và thực hiện hơn 3.500 cuộc pháo kích.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Sevastopol, Kramatorsk, Torezh, Pokrovka, Volmovsky, Orekhov, Dnieper. Tuy nhiên, tại Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên một số khu vực với các cuộc tấn công của cả hai bên đều được ghi nhận. Tại Gruzkovo, tình hình đã trở nên sáng sủa hơn đối với Nga ở Volfino và Krasnoprisk-Arkhangelsk. Theo một số nguồn tin, không có sự hiện diện của quân đội Ukraine trong các khu định cư này và lực lượng Moscow đang phòng thủ. Trong ngày, thông tin về một cuộc đột phá của quân đội Ukraine hướng tới Gruzkovo và việc bao vây Vyshynoye đã xuất hiện, nhưng cho đến nay vẫn chưa được xác nhận. Trên không gian trực tuyến chỉ có cảnh quay về hàng loạt xe cơ giới của Kiev bị phá hủy gần Vyshynoye và Mezhye. Mặt trận Torezh đột ngột sôi động trở lại. Kênh Military Summary đưa tin quân đội Nga tiếp tục tiến vào Torezh. Những thắng lợi về mặt chiến thuật đang tăng lên, dường như cuộc tấn công lại diễn ra sôi nổi. Họ bắt đầu tiến vào thành trì tiếp theo của Ukraine ở trung tâm Torezh. Bên cạnh đó, lực lượng Kiev trên các cánh đồng giữa quận Sabaka và tiền tuyến hiện tại ở trung tâm cũng đứng trước nguy cơ bị bao vây bởi thế gọng kìm của quân đội Nga. Theo hướng Pokrovka, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn thị trấn Prodrika. Các blogger quân sự Ukraine cũng đưa tin về sự kiểm soát rộng rãi của quân đội Nga tại khu vực này. Tuy nhiên, Nga cũng được cho là đang hoạt động ở phía nam sau khi chiếm được Ukraine. Họ đã tấn công, chiếm được các vị trí đầu tiên ở Kherson, theo một blogger quân sự Ukraine đáng tin cậy thông tin. Tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với lực lượng Kiev ở khu vực này. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine và một kho đạn dược ở Toropets ở vùng Tver của Nga đã gây ra một vụ nổ lớn. Các trạm đo đạc được cho là đã ghi nhận được rung chấn như là động đất. Theo kênh Red Duka, lực lượng Moscow đã đột phá đến trung tâm Torezh, đang tiến về con đường mà quân đội Ukraine ở Zabakan đã được nhặt tiếp tế. Cụ thể là quân đội Nga đã tiến tới các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Torezh nằm giữa đường Ruba và Mayakovsky. Các đơn vị của họ bắt đầu tấn công đối phương từ phố trung tâm, đồng thời nỗ lực kiểm soát khu vực phòng khám trẻ em. Quân đội Nga cũng đã đột nhập được vào các tòa nhà cao tầng sau khi IK-2 cũng như nhà máy bánh mì bị chiếm giữ. Việc chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở trung tâm sẽ giúp tạo ra sự chia cắt mạnh mẽ hơn giữa các bộ phận của quân đội Ukraine trong thành phố. Sau khi nắm quyền kiểm soát một phần trung tâm của Torezh, lực lượng Moscow sẽ bắt đầu chiến đấu để giành các tòa nhà dân cư gần bãi thải của mỏ Central. Việc quân đội Nga chiếm được những điểm quan trọng này sẽ buộc Ukraine phải rút khỏi phần lớn thành phố. Quân đội Nga đang tiến về phía phố Runiknaya, dọc theo đó lực lượng Kiev tiếp tế cho Zabaka. Mũi xung kích tiên phong của Nga còn khoảng 500 mét nữa là đến được địa điểm này.